Cái giá trị lên cao hay không cao là do chính cuộc đời sống tâm thức của mình, mình có giữ gìn giới luật hay không. Thành ra khi mà mình đến nhà mà huynh đệ anh em ta thương mình, ta mến mình, nói xin thưa quý vị, đó là cái đời sống đức hạnh tu của mình. Mà mình tới sao ta nói rồi nó tới rồi đó, thì mình coi lại đi. Đừng có trách huynh đệ là tại sao đối xử với mình như vậy, mình mà phải luôn luôn dòm phẩm cách của mình như thế nào. Cho nên giới luật là phẩm cách. Nếu chúng ta biết giữ gìn giới luật là chúng ta biết nâng cao phẩm cách, giá trị cái đời sống tu tập của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính đến tất cả quý ông bà cô bác và chư đồng đạo kính mến, kính thưa chư quý vị, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin nói một ý để bàn cùng với tất cả chư quý vị trong cái buổi đám giỗ hôm nay. Xin thưa với quý vị, cái thời gian vừa qua mấy huynh đệ đã trình bày tương đối cũng ổn rồi, nhưng mà vì sắp xếp của ban tổ chức, nó còn thêm một cái chút thời gian để tôi tâm tình cùng với tất cả chư quý vị, thì quý vị cũng hoan hỷ mình ngồi thêm cỡ 30-40 phút gì nữa để cho hoàn bỉ cái chương trình của nói chuyện. Xin thưa với quý vị, tôi thì thiết nghĩ cái gì trong cuộc đời vậy, vì chân hễ nó thương thì nó tới ghét vậy đó hả? Hễ cái gì mà nó nhiều quá thì nó trở thành cái chán à. Tôi ví dụ với huynh đệ anh em á, chạy tôi bây giờ mình thích ăn bánh ít á, ngàn cái, ủa phải ăn bánh ít hả, cho ăn 10 cái, tới ngày thứ hai đem 10 cái nữa là hết muốn ăn rồi, tới ngày thứ ba mà tán 10 cái nữa nó còn lại ông nội, ăn cái gì mà ăn dữ vậy. Xin thưa quý vị, đạo pháp cũng thế, mình làm sao mà người ta phái nghe mới được, chứ mình chưa chân nó thôi đừng đi đám giỗ nhà này nữa, ăn được bữa cơm trần ăn chân quắn. Mà đâu phải ai cũng tu đâu, có người tu có người không. Mà đâu phải đồng đạo không, còn có gia đình tộc họ nữa. Đó thôi là nhà của ông đạo cúng tao lại ba lại, tao đi về cho rồi đi, muốn xỉu luôn đó nha. Mà chưa có ăn được miếng cơm nào trơn, tội nghiệp huynh đệ mình lắm. Cho nên xin thưa quý vị, để mình đi vào, để mình thấy được rằng trên cuộc đời này đừng có cái gì quá, nó vừa thôi. Tình yêu cũng vậy nha, mình thương ai vừa thôi, chứ mình thương quá ghét người ta cũng sợ nữa. Hôm tôi chứng minh với quý chú á, lại nhà người ta chơi anh em đồng đạo thương lắm, từng từng lợi lần thì được, sáng lợi chiều lợi, chưa chưa ghé ăn cơm nhà người ta luôn. Bà vợ nói ông nội nó không có chuyện làm chứ ta, thương vừa vừa thôi, thương quá cũng không có được nữa. Trong cái đời sống tu phải có một cái mức độ của nó, cái điểm dừng mới được. Xin thưa với quý vị, đạo pháp theo cái sự hiểu biết của tôi về cái giáo lý, xin thưa quý vị, tôi luôn luôn ý thức theo bản năng, khả năng riêng của tôi, đó là đạo là sự sống. Đạo là sự sống tức là cuộc đời này nè, thì huynh đệ anh em mình có cảm thông hay không, đồng đạo mình có thể tha thứ hay không, huynh đệ mình có thể yêu thương hay không, nhiêu được rồi. Ai cũng nói tu tu bá phát hết trơn, mới đầu anh chị em còn thương nhau, tu nghiết thì nghiết không à. Thì mình nghĩ coi, tưởng đâu tu lâu để mà thanh tịnh từ bi ha, chứ tu lâu thời gian nó liếp. Cho nên xin thưa quý vị, cái phước báo á, ngoài cái chuyện mình làm ra đó, nó còn phước báo ngay nơi đời sống của chúng ta, qua ánh mắt, qua cách ăn mặc nữa chứ không phải không. Nếu cái ánh mắt của mình mà mình dòm huynh đệ mình với cặp mắt gọi là từ thị chúng sanh, dòm bằng sự yêu thương, bằng cảm thông, bằng tha thứ, phước nó có. Còn mình dòm cái kiểu mà hí hí ngoách ngoách của mình, là xin thưa quý vị, ngay cái dòm đó, đó là đã khổ đau rồi đó, đã là địa ngục rồi đó, chứ khỏi cần làm cái gì chân á. Mình gặp ai bị xe đụng đồ này kia, mình thấy thương vô mình thăm bệnh, nó tàn ơi chưa trơn bị xe đồ, tội nghiệp quá, gán uống thuốc cho hết nha, ra khỏi cửa cho mày vừa nha con. Thì mình mới thấy vậy là kể như là mình dòm cái ánh mắt của mình á, nó không có thật. Thưa quý vị, ăn mặc, cái chuyện mặc đồ nó là chuyện bình thường. Vậy tôi thích cái gì tôi mặc cái nấy, chứ gì có sao đâu. Nhưng mà có những người mặc để sanh phước, nhưng mà có người mặc đồ để sanh nghiệp. Ủa sao có vụ mặc đồ mà sanh nghiệp, sanh phước trong này nữa.
Nếu mình mặc bộ đồ trang nghiêm thanh tịnh, mặc bộ đồ mà người ta dòm thấy mình, mà người ta gợi lên cái lòng quý kính yêu thương, một cái sự thanh tịnh trong đời sống nó sanh phước. Nhất là những cái người mà trẻ tuổi, phần đông thời gian bây giờ có đến nỗi mặc đồ mà vô chùa người ta để cái bảng á, không được mặc quần sọt áo dây. Xin thưa quý vị, mình mặc mà làm sao người ta thấy cái mặt đó thanh tịnh, chứ mình mặc mà mình gợi lên cái dục cảm, mình gợi lên sự ham muốn cho người khác, mình khoe những cái phần của cơ thể ra, đọa hồi nào mà không hay. Chỉ một sự việc thôi để mình thấy rằng cái tu nó ngay chân cuộc đời này nè, nó ý thức ngay cuộc sống này nè, và cái phẩm cách của con người cao hay thấp, tu như thế nào nó qua cái sự sống ăn mặc sống đó đó, chứ không có đâu xa trên. Thì có thể ai tu đó thành Phật, thành tiên, thành cái cao siêu gì đó để tính sao. Nhưng trước nhất cái bổn phận tu của mình làm người cái đã. Mình mà làm người không xong rồi, xin thưa quý vị, Đức Thầy đã từng xác nhận làm người chưa vẹn. Sao quên rồi? Ai cũng thuộc hết trơn ta, đã ha. Huynh đệ ai cũng thuộc hết trơn mà tôi chừng làm là khó nha. Không phải chuyện dễ đâu. Khi cọ sát vào cái cuộc đời, mình mới thấy giá trị sống của mình như thế nào. Nấu cơm từ thiện huynh đệ anh em vui lắm, nhưng mà một năm đầu còn vui chứ năm sau làm thinh rồi đó. Tới năm thứ ba nó thôi đi, ta không giận ai đâu mà ta không tới chỗ đó nữa. Không giận mà không tới. Ta tu mà giận ai giờ. Nhưng mà xin thưa quý vị, không vui. Cho nên cái căn bản của đời sống tu tập là mình sao mình giải quyết tâm mình. Tôi nói với huynh đệ anh em ở trại tôi hoài, chúng ta đừng có ý niệm là sẽ cải tổ bất kỳ một ai, hay là mình giác ngộ bất kỳ một ai. Ý niệm nó tính sao đi. Cái mà chúng ta cần cải tổ giác ngộ đó làm sao đánh thức tâm mình. Cái đời sống mình phải thật sự từ bi, phải thật sự trí tuệ, đặng cái lượng bao dung của mình lớn, đặng cái nhân từ của mình lên cao, mình mới thấy rằng đó là giá trị. Xin thưa quý vị, trong cái kiếp sống này nè, có những cái mình trân quý nhất, mình yêu thương nhất, mình giữ gìn nhất, nó cũng không bao giờ theo mình. Trong đạo Phật gọi là tục sản. Ngay cả tài sản vật chất là tục sản, sức khỏe bản thân là tục sản, mà ngay cả cái tri thức của mình cũng là tục sản. Có cái người phụ nữ đó đẹp lắm, cái gương mặt dễ thương đó, nên làm người mẫu. Thì làm được người mẫu rồi mới đem tiền về nhà nuôi cả gia đình, nuôi cha, nuôi mẹ, nuôi dòng họ luôn. Cái ỷ vào cái sự mình làm ra tiền, cho nên coi mẹ mình không ra gì. Từ chỗ đó xài xể bà mẹ, bữa đó bà giận quá, bà đương chiên cái gì đó. Cự nữ bà lấy cái chảo dầu bà hắt vô mặt một cái, bắt đầu cái nó tan nát trơn. Mặc dù đem rất tiền, nhiều tiền bạc ra chữa mà cũng không hết. Thì quý vị thấy giữa cái lằn ganh của cái hồi nãy là đẹp và với cái lằn ganh của xấu nó cách nhau đâu xa đâu. Chỉ một niệm mà thôi. Cho nên cái đó nó thuộc về tục sản, nó không có giữ gìn được. Nếu đã là tục sản không giữ gìn được thì lấy cái gì mà kiêu hãnh để rồi mình cho rằng mình hơn người ta. Thì bà mẹ đó nói tao đẻ mày được thì tao hủy hoại mày được. Tao đẻ mày mắc cái gì mày coi thường tao. Thì lực pháp của Thái Lan có thể đem cái bà mẹ đó ra để trị tội gì, hay là theo cái pháp lý để giam nhốt gì đó. Nhưng mà cái của đứa con mà nó bắt cung kính đó, nó sẽ lãnh lấy cái hậu quả, và đặc biệt để cho mình thấy cái tục sản chúng ta giữ gìn không được. Ngay cái tri thức của mình nè quý vị, cũng chưa chắc gì chúng ta giữ gìn được. Có những người mình biết cực kỳ thông minh, không cái gì không biết, chuyện đông chuyện tây am tường hết, nhưng mà chỉ cần trải qua một cơn bệnh thôi, ngủ đêm sáng ngày, đi còn không được, mắt người ta bồng đó. Nhớ đây nhớ bên kia, chứ cái gì của mình ngày xưa được coi là bác học chuyển lãm gì đó thì bây giờ lại trở thành cái số không. Thì mình thấy gì như thì nó đã là tục sản rồi, lấy cái cớ gì, cái chỗ đứng gì để mình cho rằng mình thông minh hơn người, để mình xem thường người ta, để mình chà đạp, mình dẫm lên những cái sự đau thương của kẻ khác.
hoàn toàn nó thuộc về tục sản. Nó không có thiệt trong cuộc đời này. Mẹ hễ đã là không có thiệt trên cuộc đời này rồi thì xin thưa với quý vị, nó đâu có tồn tại đâu. Do đó Đức Phật đã xác định nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh mà. Tất cả các pháp thế gian như bọt nước, như là sương chớp, như là sương trên đầu ngọn cỏ, như là điện chớp, nó không có thật. Thì tất cả huynh đệ anh chị em mình ở đây, chư đồng đạo mình, xin thưa quý vị, bây giờ mình ngồi đây là đầy đủ nha, chứ 100 năm sau đó những cái gương mặt này không còn người nào hết. Bây giờ là còn đầy đủ nha. 100 năm nữa mà cái đứa nhỏ nhất ở trong cái đám này đó cũng không còn. Ngàn năm nữa ai nhận ra dấu vết bàn chân anh bước giữa thế gian này? Đâu có ai mà còn đâu. Ý là không còn đó, mà còn không chịu nổi với mình đó. Phải mà còn chắc mình làm tình làm tội với người ta chắc cũng dữ lắm à. Cho nên xin thưa quý vị, ý thức được đời sống, ý thức được trách nhiệm tu hành, chúng ta luôn luôn tìm lại mình. Mình coi coi cái gì mình chưa toàn. Thành ra cái chữ tu á, mà tôi thường định nghĩa huynh đệ anh em ở trại tôi, quý vị người ta tu, ta học, cái ta nói tu là sửa, thì cái nghĩa đó tôi không có bàn nữa, ok. Tu là giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, đồng ý, tôi không cãi. Nhưng mà với tôi định nghĩa chữ tu tức là dòm lại mình có cái gì trật tính cái nó à. Cứ việc dòm hoài có cái gì mình sai, cái gì mình trật, giải quyết nó. Đức Thầy nói ai ai cũng ráng xét mình, nếu còn tánh xấu, quên nữa rồi. Vậy mà người nào nhiều chuyện là không được nha. Bởi vì kinh ra ngoài là làm sao? Là từ ở trong này bỏ ra. Nhưng mà mình ngộ lắm, mình không kinh ra, mình đem vô. Ở xóm mình ai giục hụi, ai cứ vợ, ai gả chồng, ai có ba chồng, bốn chồng mình biết hết. Mà hỏi mình sao không biết, hay tại dách vậy đó. Thế gian pháp mình gành mạch hết, nhưng mà chính mình tu sao không biết. Tới bữa nào mà đồng đạo mình mà giận ổng cái nói, tại tao nói thiệt với mày, ông trời còn giận huống chi tao. Mình tưởng ông trời như mình vậy đó, coi thường tao quá vậy. Cho nên xin thưa với quý vị, mình biết hết nhiều thứ, nhưng có một cái thứ mình không biết, cái thứ biết điều á, mình quên mất tiêu. Cứ tối ngày học đầu này học đầu kia thì như vậy mình đã đi ngược với con đường giáo pháp của Đức Thầy chỉ dạy. Đức Thầy dạy trong 8 điều căn cấm á, mình thấy cái quan trọng gì nè. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình. Tôi thấy câu này nó hay ghê ta. Xét mình là sao không biết, huynh đệ tỷ muội Võ Lâm đồng đạo cho mình biết coi. Xét mình là sao à? Xét mình là cứ dòm vô mình chứ dòm ai à. Để làm chi vậy? Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình lầm lỗi thì rứt bỏ, nhưng mà ngặt cái gì mình lỗi mình trốn. Mình làm lỗi gì mình giấu gần chết vậy đó. Mà cái bà cầm bên bà cứ học hoài, nó nóng chưa từng có. Cái của mình khoe thì bà không chịu đưa ra, mà cái mình giấu thì người ta kể hoài. Mà sao ngộ không biết quý vị sao, chứ tôi cũng ưa có cái tánh đó đó. Cái gì mình làm tốt cái mình muốn cho người ta biết. Cho nên có những người muốn cho người ta biết đó, gặp cái gì gặp ai cũng học hết trơn. Tôi được làm được cái đó cái đó. Nhiều khi sớm chồm huynh đệ mình học chưa xong, chụp lên trên mạng á, đưa lên trên đó cho người ta biết nữa. Mình nghĩ cái đó là cái tốt, mà cái nào của mình xấu đó mình giấu. Mình không muốn ai biết được cái xấu của mình trơn á. Xin thưa quý vị, nếu mà thật sự mình là con người sửa chữa, thật sự là con người tu hành, thì chắc có lẽ cái gì xấu mình khui ra trước mới phải. Đằng chi vậy, thấy xấu mới sửa được xấu. Còn nếu mình không nhận ra cái xấu, thấy cái đó xấu là mình tưởng đâu là nó trúng, mình giữ gìn nó thì không bao giờ cuộc đời mình cải hóa được. Thành ra cái sự cải hóa quan trọng nhất của cái đời sống tâm thức của đời tu là phải nhận mình sai, chứ không nói gì chứ. Nếu mình không nhận mình sai là nhất định cái đời sống tâm thức của chúng ta không bao giờ tiến hóa lên cao. Và luôn luôn phải nhận diện ra cái điều đó. Để không thôi là xin thưa quý vị, từ từ cái cuộc sống của mình hồi nào nó nhỏ nhen, nào không hay.
Ở gần nhà mình có hai cái bà chị cũng dễ thương lắm. Bà cũng cũng có duyên với mình. Bà nói Út Lợi à, chừng nào mà ông đi nói đạo ở đâu gần gần đây á, ông rủ tôi đi chứ. Tôi nói ừ, nào tôi có đi nói đạo mấy khóa niệm Phật rồi tôi rủ mấy chị. Tới bữa đó cái mình rảnh, cái cũng lâu lắm mới rảnh, cái đi qua lãnh cái chương trình nói đạo khóa niệm Phật qua rủ. Nói chị ba, tôi chuẩn bị đi nói chuyện đạo, chị đi không, chị đi theo tôi. Bà nói ừ, cậu chờ tôi đi, tôi thay đồ tôi đi liền, đương mằng mà bỏ đi đó, thấy thương vậy đó. Tôi nói thôi chị thay đồ đi, tôi qua tôi kêu cái chị cặp bên. Bà đứng lại, bà nói Phan hả? Tôi hỏi vụ gì Phan? Nếu cậu kêu nó thì đừng kêu tôi, mà cậu kêu tôi thì đừng kêu nó. Tôi hỏi sao ơi chị ba, cái vụ gì vậy? Bà nói ông thấy cái hàng rào không? Hồi trước không có cái hàng rào, hôm nay xây hàng rào rồi. Tôi hỏi sao ơi chị ba? Bà nói tôi với nó là đồng đạo huynh đệ mà cũng là xóm chòm. Đi đâu có hai chị em vui vẻ đạo pháp, tôi trồng mấy cái bụi hành đồ này kia, thì ăn chung mà con nó nuôi gà nó qua nó mổ tan nát ra. Rồi tôi mới nói với nó tại sao mà tu hành mà nuôi gà, nó nói con nó nuôi bộ gà mổ hay nó mổ. Hai tôi cự lộn ghét đó, tôi xây cái hàng rào luôn. Bữa nay là 6 tháng rồi. Tôi nói thiệt với ông mà nhắc tới tên nó một cái đấy là tôi sôi máu anh đài tôi lên. Tôi nói chị ba, nếu cái nhà cháy tiếng hồ sao chị chữa được không chị? Bà nói chữa liền chứ tiếng hồ sao nó cháy luôn cái nhà sao. Tôi nói vậy thì ngày sau mình chữa được không? Nên bà nói ngày sau nó cháy luôn cái xóm này. Tôi nói vậy chứ lửa của chị lửa gì mà nó cháy sáng 6 tháng nay rồi, công đức gì mà còn chị ba? Bà làm thinh rồi bà nói thôi ông kêu nó thì kêu đi. Từ đó tới sau hai bà cũng đi chung mà sượng ngắt, không có nói chuyện với nhau nữa. Tới hôm nay luôn mà cũng thấy vẫn chưa có vui. Thành ra xin thưa quý vị, mình luôn luôn khắc trị để mình thấy trong tâm của mình. Đời sống tu là đời sống gì? Chuyển hóa. Phải lên nhớ chuyển hóa. Mình đứng ở lầu 1 mà mình dòm xuống có một người chửi mình giận, là thấy nó chửi mình. Nhưng mà xin thưa quý vị, mình đứng ở lầu 10 lúc đó mình thấy nó quơ quơ tay, mình tưởng đâu nó chào mình là mình thương nó à. Đâu có nghe đâu, đâu biết làm gì. Nhưng mà mình đứng lên trên cái lầu 100 mà mình dòm xuống là hết thấy gì rồi. Ở dưới nó có làm cái gì chăng nữa mình cũng không biết luôn. Thì cuộc đời sống này đừng trách người ta, mà chứ quý vị hãy dòm xem đẳng cấp của mình ra như thế nào. Cho nên cái chỗ đứng mình cao chừng nào thì đồng nghĩa với cái sự khoan dung và tha thứ nó nhiều chừng nấy. Còn mình thường trách, thường hờn, thường giận, thường bắt lỗi là đồng nghĩa với đẳng cấp của mình còn thấp. Nên cái người mà có đẳng cấp cao rồi, họ sẵn sàng bao dung và sẵn sàng tha thứ. Mà người nào mới có được cái sự đẳng cấp đó chứ quý vị? Người nào mới có cái sự khoan dung đó, người nào mới có cái sự tha thứ đó, đó là người biết giữ giới. Người có giới lực mới là người có được cái tầm nhìn, cái đẳng cấp đó. Còn nếu mà chúng ta không có giới lực, chúng ta khó có thể thành tựu được lắm. Thành ra trong cái chữ giới á, cái tiếng Phạn gọi là sila, tàu dịch là phẩm cách. Như kinh Phạm Võng người ta dịch giới là chí đạo, giới là răng cấm, giới là hiếu. Nhưng trong tiếng Bali sila tào dịch có nghĩa là phẩm cách. Chúng ta giữ giới là chúng ta biết nâng cao phẩm cách, biết nâng cao giá trị của mình lên. Còn mình tu mà người ta xem thường mình, đừng đổi thừa người ta. Mình phải coi lại giới luật của mình sao đó, cái phẩm cách của mình sao đó, người ta mới xem thường mình. Nếu thật sự mình giữ giới, mình không cần nói một cái gì, cái phẩm cách của mình cũng rất cao. Cái bản chất nó vốn là như vậy. Có cái gia đình đó đó, thì cái ông cụ trong gia đình ổng bệnh. Có ông cụ trong gia đình ổng bệnh, ông mới nói với
mấy đứa cháu á. Ông nói máy bay à, máy bay đem cái đồng hồ của ông á, bay đi cầm đồ đi, đặng có mớ tiền xây sở lúc bệnh hoạn. Mà cái đồng hồ này nó quý dữ lắm, mấy đứa cứ đem ra mà cầm đi coi như thế nào. Xin thưa quý vị, đem ra cái tiệm đồng hồ, cái ông chủ tiệm cũng dòm dòm hoài. Ông nói cái đồng hồ này nó cổ, nó lâu đời rồi, mà cái đồng hồ này tôi không biết nó giá trị sao, mà không biết nó mua sao nữa. Thôi giờ tôi lấy em 100 ngàn, em cứ gửi đồng hồ đây, tôi không ăn lời ăn gì hết. Chừng nào em có 100 ngàn em đem cái đây em chuộc, thì tôi đưa cái đồng hồ lại cho em. Thấy gì cầm cái đồng hồ đem về, nói ông nội ơi, cái đồng hồ có 100 ngàn à. Ông nói không có phải vậy đâu, tại ông đó không biết giá trị đó. Con đem lại cái tiệm đồ cổ coi, đem lại cái tiệm đồ cổ, ông đồ cổ dòm dòm mấy đồng hồ này cổ thiệt. Nhưng mà tôi cũng chưa đủ cái trình độ để thẩm định. Nhưng mà tôi biết tôi có những cái đồng hồ nó mới hơn cái đồng hồ này, mà tôi mua 5-6 triệu. Như vậy tôi chấp nhận mua cái đồng hồ này 10 triệu. Đem về nhà đưa ông nội, nói ông nội cái đồng hồ lên tới 10 triệu rồi. Ông nói chưa nữa con, bởi vì lúc mà ông mua ông biết. Đâu con đem lại viện bảo tàng coi. Đem lại viện bảo tàng dòm dòm đồng hồ đó, cái đồng hồ này quý lắm. Ở trong viện bảo tàng có cái bộ sưu tập đồng hồ mà không có cái này. Tôi tìm lâu lắm mà không gặp. Và khi người ta sản xuất nó ra chỉ đếm trên đầu ngón tay một vài cái thôi. Cho nên tôi chấp nhận mua cái đồng hồ này 100 triệu. Nhưng mà nếu ông nội em chịu bán đó thì cứ bán đây lấy 100 triệu nhưng mà vẫn để tên ổng. Ổng là người sở hữu cái đồng hồ này, nhưng mà sở hữu bằng tên thôi. Còn viện bảo tàng người ta giữ đồng hồ. Đem về nói ông nội ơi, cái đồng hồ 100 triệu rồi. Ông nói cái giá trị của nó vậy đó con, nó đúng với cái giá trị đó đó. Xin thưa quý vị, cái đồng hồ đó nó lợi cái ông cầm đồ à, nó có 100 ngàn. Nhưng mà lợi tới cái ông đồ cổ là lên tới 10 triệu rồi. Mà lên tới viện bảo tàng 100 triệu rồi quý vị. Cũng cái đồng hồ đó mà với người này khác, với người kia khác. Thưa quý vị, cũng một người tu đó mà người giữ giới luật khác nha, người không giữ giới luật khác nha. Cũng mặc bà ba, cũng để tóc vậy mà kéo tàn cháy không kịp là có 10 ngàn à. Tôi không có nói hút thuốc à, tôi nói tàn cháy không kịp chứ tôi không nói hút thuốc. Là nó yếu xìu à. Sáng bữa nào mà cũng ngồi quán cà phê nhịp mà coi phim hoài bắt quá 100 ngàn hả. Cũng bà ba, cũng để tóc đồ vậy. Nhưng mà xin thưa quý vị, nếu mà mình biết giữ gìn giới luật, xin thưa quý vị, người ta quý dữ lắm. Người tu như thể bá tòng, ai ai cũng quý, cũng trông, cũng nhìn. Cái giá trị của mình nó lên cao. Cái giá trị lên cao hay không cao là do chính cuộc đời sống tâm thức của mình, mình có giữ gìn giới luật hay không. Thành ra khi mà mình đến nhà mà huynh đệ anh em người ta thương mình, người ta mến mình, nói xin thưa quý vị, đó là cái đời sống đức hạnh tu của mình. Mà mình tới sao ta nói rồi, nó tới rồi đó, thì mình coi lại đi. Đừng có trách huynh đệ là tại sao đối xử với mình như vậy. Mình mà phải luôn luôn dòm phẩm cách của mình như thế nào. Cho nên giới luật là phẩm cách. Nếu chúng ta biết giữ gìn giới luật là chúng ta biết nâng cao phẩm cách, giá trị cái đời sống tu tập của mình. Thứ hai, giới luật nó mang thêm một chức năng nữa để cho chúng ta thấy. Giới luật nó mang cái chức năng là bảo hộ. Sau khi mình giữ gìn giới luật thì cái giới luật nó có cái công năng bảo hộ cho đời sống của mình. Nếu mình không sát sanh, không bao giờ ai bắt mình bỏ tù vì cái vụ giết người. Bởi vì khi mình giữ giới sát sanh là mình không có hăm he, đánh đập, không có làm tổn hại tới người khác. Giữ giới sát sanh là tự động bảo hộ cho mình. Nếu chúng ta giữ giới đạo tặc là không ăn trộm, là chúng ta đang bảo hộ đời sống của mình. Bởi vì mình không lấy của khác thì người ta kính trọng mình, nhà nước không dòm ngó tới mình. Mình sống đời sống chính bạch, mình không tà dâm, không có ai đâu mà chọt ép mình được, không ai đâu mà nói mình được. Mình đang bảo hộ cho chính mình. Nhưng khi mình giữ gìn giới luật, mình bảo hộ cho chính mình, đồng thời cũng bảo hộ cho những người xung quanh luôn. Tại sao? Nếu mình giữ giới đạo tặc là mình không tham, là cặp bên mình phải ru.
Còn cầm kê bên kế mình mà không giữ giữ lực, có cái ganh đất nó nha, có cái trụ mà dời 18 lần nó biết muốn chết luôn vậy đó. Thành ra mình giữ giới luật là mình bảo hộ cho mình, và mình cũng bảo hộ cho người. Thành ra chư đồng đạo mình mà ở gần mấy cái vị mà người ta có giới luật, cái mình khỏe lắm, khỏi lo, khỏi sợ. Mình mà tu yếu, cặp bên mà gặp cái người tham nó mệt dữ lắm. Trồng cây cà thì mắc cà, trồng cây ớt thì mắc ớt, để cây chổi thì mắc tiêu, cây chổi thì mình phải coi coi. Không giữ giới luật nó mới sản sinh ra những cái tâm bất thiện đó, gọi là tâm bất thiện pháp. Thì chúng ta sống trong cuộc đời này, đời sống tu của mình, mình giữ gìn giới luật để mình phát sinh cái thiện pháp trong tâm mình. Mình xây dựng cái đời sống tu của mình bằng cái con đường tảo trừ, quét dọn tâm hồn của mình không có đâu xa. Xin thưa quý vị, mình có đến nhà của một cái cô đó, bà ở cái nhà bự lắm, nhưng mà quý vị, nó sạch bon đến nỗi mà dưới gạch này mình nằm vẫn được. Tôi hỏi cô bà sao mà sạch dữ vậy, bà nói đâu có gì đâu Út Lợi ơi, thì mình cứ quét hoài vậy đó, ngày nào cũng quét, mà hễ có lá cây nào rụng là tôi gặp là tôi lụm liền, thành ra nó được sạch như vậy. Xin thưa quý vị, nếu mà tâm mình cứ soi coi mình cái gì sai, mình dòm cái gì mình quét, chắc có lẽ là mình còn sạch hơn cái nhà đó. Ai vô cái nhà này nằm cũng được hết trơn, thì bất kỳ ai với cái tâm mình bao dung được đó. Còn tâm mình nó dơ hầy, nó tới cái thằng đó thấy phát ghét quá, không phải tại nó đâu, tại mình chưa đủ bao dung, tại mình chưa thật sự là có cái tâm bao dung lớn. Hồi hôm mình kể cái câu chuyện ở nhà của mấy chú này, là cái câu chuyện của thiền sư Banh Khay á, mình thấy cái tâm của ngài thật sự là bao dung. Cái tâm lớn người ta làm việc lớn, gặp đạo lớn can trường nhỏ hẹp, như ruộng to lúa lép đem gieo. Cái đạo cái lớn cái tâm mình nhỏ chứa bất quá chút ít à. Trong chuyện Kiều có một câu mà tôi thấy rất là dễ thương, cụ Nguyễn Du dạy là chữ rằng lượng cả bao dung. Cái lượng cả bao dung là cái chứa đựng lớn. Cái tâm mình như cái xô là chứa nước như cái xô à. Cái tâm như cái ca chứa như cái ca, mà cái tâm như đại dương như cái biển gì đó, muốn đổ dơ cũng được, muốn đổ sạch cũng được, vẫn chứa hết. Quan trọng là mình tu rồi mình mở rộng cõi lòng mình ra. Phật môn dục nhập tiên khai, tâm môn tức Phật hòa. Giáo pháp cầu tu yếu ngộ, tánh pháp kỳ giáo hảo. Muốn vào cửa Phật phải mở rộng cửa lòng mình ra. Mà cửa lòng mình không rộng là, thưa quý vị, mình chứa ít xịu à. Cho nên tâm Phật gọi là tâm bao thái hư, tâm chứa cả càn khôn vũ trụ này. Cho nên mới chấp nhận ba cái thứ kiểu của mình nè. Mê muội tới cái kiếp này vẫn còn mê muội. Phải mà Phật như mình chắc bỏ rồi, nói hoài không nghe thôi bỏ nó luôn đi. Không, ngài không có chịu vậy. Ngày nào còn có một chúng sanh chịu khổ thì ta cũng vì họ mà chịu khổ vậy. Cái tâm của Phật lớn vậy đó. Còn mình xin thưa quý vị, hai lần thôi chứ mày, ông nội tao sao mắc nói hoài à. Mình có hạn định, còn tâm Phật không có hạn định. Thiền sư Banh Khay là một thiền sư nổi tiếng của Nhật. Ông mở cái thiền đường để cho mọi người tu. Mà ở trong cái thiền đường nó xảy ra công chuyện là mắc dép hoài, ai cũng bức rứt hết trơn. Cho nên mở ra cái nhóm người để sắp dép, ai để vô để ý đi vô sắp lại dòm coi nó làm sao. Tới chừng phát hiện cái anh tu trọng, anh lấy dép của người ta đem lại đưa cho thiền sư, nói thưa ngài, thằng này nó tu hành mà nó còn lấy dép của người ta nè, giờ ngài tính coi. Dòm dòm ông nói thôi thả nó ra đi, gì thôi quề. Vài bữa sau mắc dép nữa, gình gình nó bắt ảnh nữa, đem lại thiền sư, nói thiền sư thằng này lấy dép nữa nè. Ông dòm dòm nó thôi thả nó ra đi. Tới vài bữa mắc dép nữa, bắt ảnh nữa, đem lại thiền sư. Mà lúc này quý vị này làm lớn chuyện, nói thưa ngài, mấy đứa con ở đây chân thật tu hành, không có nể công sức và tiền của mới vào đây tu, mà có thằng ăn trộm này, không lẽ con thu tu với thằng ăn trộm này. Bây giờ nếu ngài mà giữ nó thì mấy đứa con đi, mà nếu ngài mà cho nó ở đây là mấy con đi, mà nếu mà mấy đứa con ở nó phải đi, ngài chịu cái nào? Ông nói quý vị tu hành chân chánh, hy sinh cuộc đời hành đạo, quý vị ở đâu ta cũng lãnh trơn.
Còn thằng này vô chùa nó ăn cắp rồi đuổi đi rồi nó ở đâu? Thôi quý vị có đi đâu đi để nó cho tôi. Quý vị ơi, khi mà nói tới đây rồi là cái tên ăn trộm nó rơi nước mắt. Và từ đó về sau quyết cuộc đời không bao giờ ăn trộm nữa, mà tinh tấn tu hành, sau này trở thành bậc truyền đăng tục diệm, nối gót của thiền sư Ban Khay. Thì sau khi thiền sư Ban Khay qua đời, ông này lên làm chủ trì. Và trong một cái buổi thuyết trình thuyết pháp đó, ông mới nói lại ông ngày xưa là người lấy dép. Tất cả với người ta ngạc nhiên. Ông nói nếu không có cái tâm rộng lượng của thiền sư Ban Khay, nếu không có tâm đại từ dung chứa của ngài mà đuổi ông đi, bây giờ không biết ông ở chỗ nào. Chứ mà nói nhờ cái tâm lớn của ngài mới thức tỉnh được ông. Thành ra xin thưa quý vị, mình đối với gia đình mình, chồng con mình, xóm chòm mình, anh em mình, cha mẹ mình, đồng đạo mình, mà mình không bao dung được, hay là mình không thể ủng hộ được, mình không thể chấp nhận được, không phải người ta sai không đâu, là do tâm lượng của mình thấp, sự dung chứa của mình không cao. Mà xin thưa với quý vị, mình tu cái hàng của mình gọi là nhị thừa pháp giới, cái chỗ nào thấy thương thì lợi, chỗ nào thích thì đến chùa chiền niệm Phật thì đến, chứ không lẽ liên đồ quánh bài đó gà, phải không? Nhưng mà quý vị có khi nào nghĩ rằng mấy chỗ đó có các bậc thị hiện không ạ? Trong kinh Di Ma Cập, tức là bộ kinh tịnh danh, trong phẩm Bồ Tát Đạo, thì ngài Văn Thù Sư Lợi, ngài hỏi Bồ Tát Di Ma Cập, hỏi rằng vậy chứ Bồ Tát ngự ở đâu? Thì ngài Di Ma Cập trả lời Bồ Tát ngự trong địa ngục, trong ngạ quỷ, trong súc sanh, tức là chỗ đá gà, quánh bài, hút chích. Lúc này ngài Văn Thù Sư Lợi bừng trí ra, bởi vì mình tu trong hàng nhị thừa, mình thích chỗ thiền định tu hành, nhưng mà nơi nào có khổ đau là nơi đó có mặt của chư Bồ Tát, nơi nào có nghịch cảnh, nơi nào có khó khăn là nơi đó có mặt của các ngài hành đạo. Tôi nói đến đây không phải biểu mình lủi vô chỗ đó nha, nhưng mà trong cuộc sống của mình có gặp những hoàn cảnh khó khăn của huynh đệ anh em mình, mình biết lúc này mình phải thi hành Bồ Tát Đạo. Để làm chi vậy? Để tha thứ. Chồng của mình nó không tu mà tối ngày nó nhậu rồi, không lẽ thôi tạm biệt mày lấy chồng khác. Phải thi hành Bồ Tát Đạo, phải khoan dung sau đó, phải nhẫn độ sau đó, phải trí tuệ sau đó. Trong anh em của mình đâu phải ai cũng như ai đâu. Có nhiều ông có cái tánh nó không trong sạch, nó chụp bên đây, nó liếc bên kia hoài, rồi không lẽ tống ông đi. Mình phải thực hiện tinh thần Bồ Tát Đạo. Đối với người đó mình phải khoan dung sao, mình phải đối diện sao. Trong cuộc đời này chúng ta đừng tưởng chúng ta hoàn toàn tốt, không có chuyện đó. Hay là trên đời này có những người hoàn toàn xấu, không có chuyện đó. Nếu người nào mà thật sự tốt 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 không đó, ta không sanh vào cõi này đâu, sanh đâu có chởn. Nếu mà trong cái cõi này mà toàn là xấu hết á, xin thưa vậy ta cũng không sanh đây đâu. Nó tuốt ở dưới. Như vậy thì mình sanh và mình có mặt trên cuộc đời này có tốt và có xấu, thì tại sao chúng ta không sống với cái tốt cho nhau mà đem cái chuyện xấu ra học không ạ? Nhiều khi học sớm này chưa xong, học tới sớm trên nữa. Mình ở trong cốc, mình đóng cốc không đó, vậy mà gõ cốc cốc, gõ cửa hỏi chi à, tôi kể ông nghe vụ này nè. Hỏi vụ gì à? Trời ơi, cái ông đạo đó sao kỳ cục đó tao. Người ta trốn muốn chết rồi mà còn gõ cốc vô nó. Mà nói lại đã lắm nha, nói hết phát vui lắm. Tôi học cho ông đừng có nói với ai nha. Tôi nói tánh tôi kỳ cục lắm, ông học đâu là tôi lên Migo tôi nói hết. Học thì học, còn không học thì thôi, chứ đại biểu tôi không nói là tôi không chịu. Vì thôi cái đi về. Nhưng mà xin thưa với quý vị, trong cuộc đời này mọi người có cái sở trường và có cái sở đoản, mọi người có cái hay với nhau hết, chúng ta hãy sống với cái hay đó. Bữa đó đi Thốt Nốt chơi, ghé thăm huynh đệ đưa ngồi nói chuyện gì đó, con kia ổng xỉn xỉn, chắc có lẽ là ổng nhậu riết rồi, chắc ổng cũng hơi hơi sao biết, ổng xè tay mà ổng nói vậy nè, ông đạo cho tiền uống rượu rồi. Phải như mà ông nói là cho tiền làm cái gì là không cho, mà ông nói cho tiền uống rượu là cho. Mấy đứa nó ủa sao chú kỳ hơn ta, ông nói bởi ông nói thiệt.
đó. Mà thường thường nói thiệt mình không chịu vậy đó. Ông này ông nói thiệt à, cho tiền uống rượu. Tôi nói ông xin uống rượu, cho. Phải ông nói cho tôi làm cái này kia đấy mà chúc ông uống rượu thì ông nói gạt. Này ông nói thiệt, cứ cho ông đi. Thì cái ông chủ nhà ông nói đừng cho ông uống rượu không hả, cho ông chi tội nghiệp ông. Thì cái ông đồng đạo cặp bơm nó ế coi vậy đó, chớ mấy ông đồng đạo sớm này không bằng uống rượu đó. Tôi hỏi cái vụ gì ạ? Ông nói cái chiến đó có cái thầy ma nó chết trôi, mà nó gần gã rồi người ta mới kéo lại khiêng lên bờ cho công an nó mổ, mà chờ công an tới không ai dám khiêng lên bờ hết. Mới kêu ông, mấy ông từ thiện đem hòm đem đồ lại, nó mấy chú ơi làm sao khiêng nào bụng mũi chạy không. Gặp ông ngoắc vô, ê khiêng lên đây cho 4 lít rượu 100 ngàn, ông làm liền gọn khô. Mà trong đó kêu bằng đạo đức thanh cao, đạo đức tiên ông không nha, râu dài để tóc đồ. Vậy mà ông nhậu bờ cái một. Thấy không? Coi vậy đó, có những cái mình vẫn không bằng người ta. Nếu đã vậy thì chúng sanh sống trong cuộc đời có cái hay, có cái dở, có này có kia thì mắc cái gì mình hơn người ta chỗ nào nè. Trong cuộc đời này chưa ai thông minh hơn ai, và cũng không ai khờ hơn ai đâu. Tại họ thiếu phước báo, tại họ thiếu cái gì đó phải buộc lòng làm công, phải buộc lòng làm mướn cho mình. Mình là người chủ biết cảm thông, biết bao dung. Mình có trí tuệ quý vị, phải biết thương yêu người kém trí. Mình có tài sản, mình phải biết chia sẻ những người đang thiếu thốn. Bởi vì nếu mình có trí tuệ mà không đầu tư trí tuệ vào chữ tốt lành, coi chừng kiếp sau không có trí tuệ đó. Mình có trí để làm gì? Để thương yêu, để cảm thông, để tha thứ. Có cái trí mà tối ngày ghét người này đâm thọc người kia, coi chừng kiếp sau không có trí đó. Để sanh lạc vào nơi cầm thú, kiếp quá còn thu nhỏ lại hơn. Sớm sanh rồi chiều tử mất thân, câu chân lý chưa từng nghe tới. Có cái trí tuệ mà kiếp này không cố gắng tu hành, không kiếp này khuyên lơn anh em, mà hơn thua phải quấy, có kiếp sau biết có không. Này cái tay chứ gì giờ. Cái tay nè. Cái kiếp này có cái tay, hãy cố gắng đem cái tay làm việc thiện, việc lành, việc từ bi hỷ xã, giúp ích cho mọi người, bồi đường đắp lộ xây cầu, có phước báo. Nó quý dữ lắm. Có cái tay tối ngày đi chọt người này giọng người kia, kiếp sau lỡ không có tay thì sao? Mà có không ạ? Có những người cũng không có. Mà có những người không có thì cái chuyện đó còn làm người còn đỡ, lỡ xanh con cù cào nó quéo gì hoài làm sao? Phải không? Cho nên có được cái gì trong cuộc đời này, nó là sự trân quý nhất của cuộc sống, mà không phải tự nhiên mà có đâu. Đó là cả một công trình của sự phước báo, cả một công trình của sự tu tập, và cả một công trình của sự hành đạo. Đức Thầy xác nhận vì linh hồn chưa hoàn toàn tròn đạo hạnh mà đắc quả vị, nên phải đầu thai làm người ở cõi thế gian. Kiếp trước có tu hết đó, mà tu chưa có thành đạo, cũng còn mê còn nhiễm, cho nên sanh lại kiếp này nè. Đã được làm người rồi thì phải nhất quyết tu tập làm sao cho đạt thành giải thoát. Không sanh làm người không chịu tu khỉ trời. Tới làm người là cái chỗ tốt rồi, mà bữa nay biết đạo nữa mà cũng không chịu tu nữa là tại mình. Xin thưa quý vị, người ta không biết lỗi mà người ta té với sông người ta chết, chuyện bình thường. Không biết lỗi mà lỡ mé thì chết gắng chịu. Biết lỗi mà có phao nữa, mặc áo phao rồi mà gớt cái sông chết, uổng dữ lắm, quá lơ là. Không biết tu mà trầm lưng đỏ lạc sanh tử, chuyện bình thường. Mà biết tu hành, biết làm lành, biết từ thiện mà chết mà đọ thì cái này tại mình tu tàu lao không sao. Tu mà tối ngày đi đâm bề thóc thọc bề gạo không. Tu mà hơn thua phải quấy là tại mình đó. Nói sao tao tu hoài không giải thoát trơn mày. Tôi nói trời, ông kiếm chuyện không giải gì cha. Tao tu tao kiếm ăn, cha tu kiếm chuyện. Móc méo với nhau hoài. Cái thanh tịnh hay không thanh tịnh chính là cái sự cải hóa tâm thức. Cho nên nếu mà mình cải hóa tâm thức được mình thì cái sự bình an nó đến với mình. Còn bằng không, xin thưa quý vị, cả một cuộc đời, ngày nào mình cũng đối diện với cửu quyền tam bảo, mình nguyện hết. Nam mô ngũ nguyện cầu, Phật tổ Phật thầy từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự.
tiêu tai tịnh sự là không có xảy ra sự việc. Mà tối ngày học đầu này học đầu kia, nó sao tao tu hoài, chuyện nó tới hoài. Nguyện một đường mà làm một nẻo, ngày nào cũng nguyện trí huệ thông minh. Muốn trí huệ thông minh thì phải coi kinh, coi giảng, học hỏi giáo pháp mới trí tuệ thông minh. Đấy, bữa nào cũng nguyện trí huệ thông minh chân mà coi đá banh, coi phim Hàn Quốc. Bữa nào cũng nguyện là giai đắc đạo quả trơn, mà giai đắc đạo quả thì phải niệm Phật, phải ngồi thiền. Giai đắc đạo quả mà cứ qua bên đây nói một câu, qua bên kia dồn cái. Thế sao ta tu hoài mà không đắc đạo? Đắc cái gì? Mình nói một đường, mình nguyện một đường, mình làm một nẻo, không thể đem lại an lạc cho mình. Cho nên cái sự an lạc tối hậu nhất của đời sống tu tập là không gì hơn mình cứ dòm lại mình, coi cái gì trật thì mình sửa, coi cái gì sai thì mình tảo trừ. Đó là đời sống tu tỉnh của mình vậy. Thì xin thưa với huynh đệ anh chị em, tôi nói một ý để tâm tình cùng với tất cả chư quý vị đến đây là hết. Nhưng mà trước khi hết, quý vị nhớ giùm tôi buổi nói chuyện ngắn hôm nay, là chúng ta phải luôn biết được một việc, tu là giữ giới để nâng cao phẩm cách của mình. Thì con người muốn có phẩm cách thì phải giữ giới. Thì giữ giới làm sao? Cứ chiếu thẩm giảng thầy à. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu. Có uống không? Có uống là không giữ giới à? Cờ bạc có không? Có là không giữ giới à? Áp phiện, những chất nghiền nhiễm đó có không? Có là không giữ giới à? Phải giữ cho tròn lưng lý tam can ngũ thường. Mà tam can ngũ thường là gì? Cự lộn với vợ mình hoài coi chừng không giữ giới đó. Có hai vợ chồng mà cự hoài là coi chừng. Phải làm sao để xây dựng cái đời sống của mình? Coi vậy chứ cự lộn với vợ cũng là phạm giới đó chứ không phải không đâu. Bởi vì giữ cho tròn luân lý tam can ngũ thường mà. Rồi đối với cha mẹ mà mình có hiếu không? Chùa nào cũng đi, cốc nào cũng lại, từ thiện nào cũng làm, đi ngang nhà ba má chạy luôn. Coi chừng là không giữ giới đó chứ không phải chuyện chơi. Cái giới lực nó ngay nơi cái đời sống mình. Con người được như vậy, phẩm cách của mình sẽ có. Thì thôi, có vài lời tâm tình cùng quý vị trong cái buổi đám dỗ hôm nay. Thì chắc có lẽ huynh đệ nói vậy, giờ nó cũng hơi dài, mong quý vị thông cảm. Nào gì cũng không thông cảm mà chút tôi cũng về biết làm gì giờ. Thì thôi, nói đến đây là xin hết nha. Xin cảm ơn chư vị lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư quý vị, chương trình gì cũng vậy, có khai mạc sẽ có bế mạc, dù cuốn sách hay thế mấy cũng sẽ có trang kết luận. Thì giờ đây chương trình trao đổi Phật pháp đến đây tạm dừng. Xin thay lời cho chủ nhà, đại diện ban tổ chức xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị đã nhiệt tình ủng hộ chương trình. Và giờ đây kính mời quý vị đứng lên để chúng ta trình lễ nghi thức bế mạc.